Đây là đứng ăn được không? Cho đi bán. Cho đi. Thông báo cho mọi người là chợ đêm này cũng khá là vắng, hết người rồi. Cho nên là bây giờ mọi người có coi cũng vậy. Bánh ít lá gai, nhưng mà bây giờ người ta làm công nghiệp rồi, nó không còn ngon như hồi xưa nữa. Hồi xưa là người ta phải quét tay và nếp ngày xưa á. Còn bây giờ nó là công nghiệp hóa rồi, cho nên khẳng định mọi người nó không ngon. Mình ăn để giống như chịu cho có lệ thôi. Còn ngon mà hỏi mọi người, cứ hỏi thứ ngon là không ngon, tôi khẳng định là không ngon. Tại vì sao biết không? Cái lá gai và cái nếp của nó phải có một cái độ gọi là giống như nó quệt này, giống như là nó giống như là cái mịn cái không mịn á, thì mới ra cái bánh ngon. Còn cái việc mà bây giờ nó xay âu mà thích hết rồi, nó không còn ngon như hồi xưa. Mới đi 7 đứa ngồi bày đàn luôn. Bà này là thủ tiết đồng chinh nè, có nghĩa là gì? Cô nhân viên này là thiết kế, làm với tới nay mấy năm học? À 7 năm, là nhân viên thiết kế 7 năm mà ít được đi tiệc lắm, giống như kiểu mà bị cung cấm hay gian trong cung, như là ở nhà thiết kế chuẩn bị bản vẽ, giống như là đang đi tiệc xong có sự cố là điện bà Hồng ở nhà, bà Hồng xử lý in liền gửi lên. Cuộc đời mà lâu lâu rồi đi ngắm hoa nó mừng, giống như kiểu mà giống như là đâu, giống như mà được ra tù vậy đó. Đó mà hôm nay cũng phải đi tiệc là mọi người ế chổng mỏi chổng mồm luôn, ế mà lôi bà con dòng họ đi ra ngoài Quy Nhơn là hiểu rồi đó. Đó con mực á, con mực mà giống như mực nhỏ nhỏ ta rim me rim á, rim đường với me ăn cái gì? Trời ơi Như ơi là gì? Chị Tâm Kỳ quá đau quá em. Anh xoa dịu nỗi đau, xoa dịu nỗi đau. Em quỳ xuống em lại chị, em đang chuẩn bị ăn chị. Cái vôi đâu? Cái hàng xóm nhà em. Trời ơi. Bạn nghĩ sao bà làng xóm nhà nó, bà làm nhục nó giữa chờ đời vậy? Cuộc đời có người. Được không? Xin chơi, được không? Chị cho mấy cái ăn chay nha. Trời công đức vô lượng, ngày mai bà không ăn hết làm con á. Lâu ai ăn gì vô lẹ nè. Người ăn gì? Hầu hết trong chợ là những cái đồ recycle, cái nhà ăn đồ chế biến đi chế biến lại á. Về mặt sức khỏe là không tốt lắm cho cơ thể, nhờ về mặt dinh dưỡng thì ăn đi cho nó có năng lượng. Còn về tốt thì tôi khẳng định là đồ recycle là sẽ không có tốt lắm, nhưng mà nó cũng là một trong những thứ mà nó dễ ăn. Ăn đi ba cái đồ recycle này chứ sao giờ cũng chết ăn lẹ. Như quán này nổi tiếng nè. Cái này là nên người Bình Định là được là chịu thương chịu khó, rất là siêng năng, nhưng mà thật ra là rất là tình cảm. Hơn nghĩa phải trái dỗ quải là cúng kiến là đầy đủ, không bao giờ con cháu thiếu thốn. Đó, cái đó là cái người Bình Định siêng năng chăm chỉ tiết kiệm. Chào con ngàn lần cảm ơn. Chị ở đâu vậy? Bây giờ quay vòng vòng cho mọi người coi là ngày mai em sẽ ra đây em làm cái gì. Nói chung là em sẽ ra đây khoảng 2 ngày, sau đó em bay về lại, rồi nguyên một team em mấy chục người sẽ bay ra vào ngày lỡ, coi như là từ ngày 28 cho đến ngày 4 tháng, ngày 5 tháng 5 là nguyên team nhà Sam Anh Tứ sẽ có mặt ở Quy Nhơn, ăn ở rồi đi vòng vòng cho